chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình hỏi đáp của chúng ta số 591. Xin chào anh Duy Nguyễn. Xin thân ái kính chào các bạn, chào Thu Hương. Các bạn thân mến, thì trong những chuỗi video hỏi đáp gần đây thì giọng Thu Hương nó hơi bị xuống cấp. Tại vì là Thu Hương vẫn chưa khỏi bệnh và vẫn đang bị ho. Cho nên là trong quá trình mà Hương nói là Hương có thể là nhiều khi Hương nói hay bị đứt quãng này, bị ho này, rồi nhiều khi bị gián đoạn. Thì rất là mong tất cả các bạn là thông cảm. Và Thu Hương nghĩ rằng là chắc sau một thời gian nữa là Thu Hương phục hồi lại thì sẽ trở lại phong độ như bình thường. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi 12.311. Câu hỏi này thì nói về vấn đề dinh dưỡng buổi sáng. Các bạn thân mến, Zimo của chúng ta thì nếu mà chọn cái thời gian là tập buổi sáng thì thường rất cảm thấy là bắt đầu một ngày mới tinh thần rất là thoải mái, khỏe khoắn đúng không? Nhưng mà nó lại kẹt một chỗ là thời gian nó gấp rút quá. Đặc biệt là với những bạn mà sinh viên 6 rưỡi đã bắt đầu học giống như Hương ngày xưa. Hoặc là những bạn phải dân văn phòng phải đi làm, là bắt đầu 7 giờ là phải đi làm rồi. Rất là khó để mà chúng ta sắp xếp một cái bữa ăn làm sao mà cho ăn cho nó no rồi, xong lại còn chờ nó cho nó tiêu hóa nữa, xong lại còn liều cao nữa. Rất là khó khăn đúng không ạ? Vậy thì anh Duy là một người từng trải rồi, thì Thu Hương hy vọng là với câu hỏi này ngày hôm nay thì anh Duy sẽ không ngại trả lời một lần nữa. Bằng cách nào để chúng ta có thể hạn chế được cái vấn đề đó là gì? Tập buổi sáng mà không có nhiều thời gian chờ đợi, nhưng mà cố gắng làm sao để hạn chế được cái vấn đề mà bị tụt đường huyết. Nghĩa là kiếm gì đó nhanh ăn mà. Đúng không? Mà kiếm gì đó nhanh. Cũng như giờ đường nhanh, cáp nhanh, rồi protein nhanh, rồi rìu hoặc cao đó. Còn nếu mà bạn nói giờ bạn không có tiền bạn mua thôi, bạn kiếm chuối đó, bạn kiếm chuối và ăn đỡ đó, chỉ là có cái đơn giản thôi. Tự nhiên cách đó là cách anh cảm thấy là nó dễ thôi đó. Còn bây giờ nếu mà mình buổi sáng mình kẹt thời gian quá thì lúc đó là cái thế mạnh và cái vai trò thì buông xung thì nó phát huy mạnh mẽ. Ở câu hỏi của bạn này thì là em sử dụng thực phẩm bổ sung là amino 6000 POMHD. Vậy những ngày tập sáng khoảng 6 rưỡi bắt đầu tập, em nhai 6 viên rồi uống POMHD thì có ổn hay không? Và có cần bổ sung thêm đường không? Vì cần nạp đường vào buổi sáng để tránh tụt đường huyết. Thì như anh Duy đã vừa chia sẻ với bạn, các những cái dòng đường hấp thu nhanh đúng không ạ? Vậy bây giờ thì trong bữa sáng của bạn này lại có thêm amino 6000 thì có tuyệt vời đúng không anh? Và đặc biệt là POMHD, một sản phẩm hỗ trợ tập luyện. Thôi giờ không bàn thêm đường nữa đi ha. Bạn mua cái amino với thằng POMHD thì nghĩ chắc cũng là cũng vét hết kinh tế của bạn rồi. Thì bạn cứ giữ cái mức đó. Đó, nếu mà bạn tập nặng thì bạn kiếm được cái chuối. Đơn giản, cái chuối cũng không calo nhiều, không mập mấy đâu sợ. Đó, rồi nếu mà bạn tập cường độ cao thì bạn không cần chuối, bạn cứ thêm bạn chơi luôn cũng được. Đó, cường độ cao thì cái mức độ cần đường nó không nhiều bằng tập nặng. Chứ mà tập nặng nhiều quá nó gọi là nặng, mình cần bơm năng lượng liên tục mà giữa lúc đó nó bị gì nó sốc nó bơm không được thì mình mới tụt ha. Chứ còn nếu mà với cái tập cường độ cao mà tạ vừa vừa thôi thì với 6 viên amino và POMHD nghỉ ổn. Sau tập ăn sau sau tập phải ăn nha, tại vì sau tập nghĩ thì chắc bạn cũng rã rời rồi. Chúng ta trở lại với buổi tập của bạn này, đó là bạn tập được 6 tháng và đang tập theo dự án tăng cơ 6 buổi một tuần. Ở phần vai trong buổi 1 và 4 anh tập mỗi buổi là 6 set. Tổng cộng cả tuần, phần vai là 12 set. Vì cơ vai của em thì không được bự và trội như các cơ khác, nên em muốn cải thiện bằng một bài superset giữa side lateral dumbbell raise và đẩy vai. Thực hiện side lateral dumbbell raise xong rồi mới đẩy vai bằng dumbbell với mức tạ vừa. Ngược bạn, bạn phải đẩy vai trước, xong rồi bạn mới raise. Chứ bạn raise xong rồi bạn mỏi mất tiêu cái vai rồi, bạn đẩy đâu có nổi nữa. Đó, nên bạn phải chơi nặng trước với tới nhẹ, hợp lý nha. Em tính thêm 2 set nữa, một buổi là 8 set, tổng cộng cả tuần là 16 set. Như vậy có ổn không? Chả sao cả, bình thường. Câu hỏi 12.312 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 2349 trong hỏi đáp hình số 221 và câu hỏi mã số 3218 trong hỏi đáp hình số 286. Câu hỏi 12.313 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 3679 trong hỏi đáp hình số 328. Câu hỏi mã số 679 trong hỏi đáp hình số 64. Các bạn thân mến, chúng ta bước vào câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 12.314. Có lẽ là Thu Hương ngồi trước điều hòa hai cái là các bạn. Cho nên là bị lạnh cổ, chứ ho hơi nhiều. Với tạng người gầy, nhưng mà lại khổ nỗi nữa là
làm một cái công việc mà cứ phải liên tay liên chân, chạy tới chạy lui. Các bạn thấy rằng đã gầy rồi còn phải lao động nặng nữa đúng không ạ? Mà lại còn dinh dưỡng thì lại không được đảm bảo, không được là muốn ăn nhưng mà lại không được ăn trong cái một cái hoàn cảnh công việc nó bận rộn như vậy. Chúng ta thấy rằng là rất là bất đắc dĩ đúng không? Vậy trong trường hợp này thì phải xử lý như thế nào đây? Bạn này tập gym được gần 5 tháng, theo giáo án mỗi buổi một nhóm cơ, hiện tại là 1m92, nặng 77kg, tạ người lên cân lên cơ khó. Các bạn thấy cao quá. Cao quá bạn. Dinh dưỡng sáng dậy em uống một muỗng ISO, sau đó ăn sáng và nghỉ khoảng 2 tiếng thì em dùng hai muỗng C4 và chạy đến chỗ tập. Trong lúc tập thì em có dùng BCA và tập xong ở bổ sung ISO, tối làm về uống một muỗng casein. Cho em hỏi là cách dùng trên có hợp lý không? Em làm bên ngành nhà hàng nên việc đi lại nhiều, khoảng 8 giờ một ngày nên việc tập xong đi làm em không thể ăn thêm các bữa phụ để bổ sung dinh dưỡng cho hoàn thiện. Vậy có cách nào giải quyết thay đổi stack thực phẩm bổ sung không? Bản thân bạn đã cảm thấy là không ổn rồi đúng không anh? Bản thân đã thiếu cơ, đã tăng cân, tăng cơ khó, đã cao liêu nghiêu rồi mà còn xài ISO nữa. Còn xài lộn rồi bạn. Đó. Thì giờ đó bạn phải đổi qua thằng mát. Bạn này thậm chí là mát cao năng lượng luôn á. Còn nếu mà bạn sợ bạn gọi là bạn mát cao năng lượng có thể tăng cân nhanh, lúc đó thì bạn có thể thôi giờ bạn xài trước nè, mát trung năng lượng đi. Bạn xài trước mát trung năng lượng để coi cái đo cái độ hấp thu trong cơ thể và đo cái gọi là cái kết quả. Nếu mà kết quả nó tăng cân nhanh thì mình mà mát trung năng lượng không tăng cân nhanh đâu, nếu mà chậm quá thì lên mát cao, còn nếu mà hợp lý thì để nó xài. Nói chung thì bạn bây giờ bạn xài mát trung năng lượng hoặc là lean body thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với bạn xài chi ISO 100. Bạn đang gọi là đang bị lao động nặng, đang bị lao động nhiều rồi không có cả không có ăn uống thay thế, không có bữa ăn phụ để thay thế, rồi lại thêm tăng cân tăng cơ khó thì xài ISO đó là sai nha. Phải chuyển qua mát trung năng lượng là Elite Mass hoặc là Size Up hoặc là lean body, một trong ba món đó thì may ra nó hợp lý hơn, còn mấy thằng kia thì để nguyên. Nói đến dòng mát mà Thu Hương liên tưởng đến cái dòng sản phẩm Cerusum, một cái dòng sản phẩm toàn những cái hộp màu đen rất là huyền bí mà cũng rất là nổi bật đúng không ạ? Các bạn có thể thấy rằng là label từ whey cho đến BCA, Thu Hương thấy là ở đó nó có một cái gì đó rất là mạnh mẽ, đàn ông và rất là huyền bí. Và sắp tới thì Thu Hương thấy rằng là không phải là sắp tới nữa mà hiện tại luôn là Cerusum cũng có một cái dòng gainer đúng không anh Duy? Và cái dòng gainer này nó xuất hiện với một cái chữ độc quyền thôi, là chữ một chữ duy nhất thôi, only. Đó là chỉ có chữ gainer, thay vì cái dòng mát khác thì là có thêm chữ mát, thêm một cái tên gì đó và thêm chữ gainer. Còn đây là chỉ đặc biệt là chữ gainer, rất mạnh mẽ. Và không biết là anh Duy có dự định gì đối với sản phẩm này hay không? Nói chung là sản phẩm này thì là một cái dòng mask của mới của hãng Cellusor. Thì cái dòng mask này nó cũng đặc biệt, nó cũng có điểm khác so với những dòng mask khác. Rất là mắc. Đương nhiên là nói chung là cái mấy cái đồ màu đen của thằng Cellusor không có nào rẻ đó. Anh chưa tìm thấy đồ màu đen nào nó rẻ. Kể cả ví dụ như anh sản phẩm creatine thì anh không có nhập của Cellusor nha. Nhưng mà cái giá creatine của Cellusor nó mắc gấp gọi là một đống so với creatine của mấy hãng khác. Nó đụng màu đen của hãng Cellusor là chỉ có hàng là xài thôi, không comment. Nó không lăng tăng. Nó xài và tận hưởng. Nó dùng chữ tận hưởng luôn á, chứ phải dùng chữ cảm nhận, đúng không? Ta nói là tận hưởng cuộc sống so với cảm nhận cuộc sống. Cảm nhận cuộc sống là trong đôi khi cảm nhận thành công là cảm nhận, mà thất bại là cảm nhận, ăn muối cũng là cảm nhận, và ăn đường cũng là cảm nhận. Nhưng mà tận hưởng là phải là tận hưởng là chỉ có là no đủ đầy đủ thôi, chứ không có cái nghĩa tận hưởng theo cái nghĩa mà tiêu cực nha. Đó. Và cái gainer của Cellusor thì nó có những cái rất là lạ mà hiện tại là anh cũng cho đi học rồi. Bên cạnh đó thì cũng có dòng whey 910g cũng rất là bé nhỏ xinh xắn đúng không anh? Thì dành cho mấy bạn sinh viên. Nó thật ra tại sao dành sinh viên nó mâu thuẫn như vậy? Tại vì bây giờ á, whey nhỏ thì bao giờ nó phải đắt hơn whey lớn, cái chuyện đó là có nguyên tắc rồi. Nhỏ nó phải đắt. Nhưng mà nhỏ đắt nhưng mà cái số tiền một lần mua nó ít so với một lần gom vô 1.400.000, 1.500.000 gì đó thì nó cao. Bạn không có được số tiền đó, bạn có 900, 800 gì đó thì bạn có thể tiếp cận được whey nhỏ này. Và với chia sẻ của anh Duy vừa rồi về dòng gainer và dòng whey của Kho thì đã trả lời cho câu hỏi 12.315. Câu hỏi của bạn thì Thu Hương sẽ không đọc lại nữa tại vì câu hỏi cũng rất là ngắn gọn thôi. Và đề nghị là ban biên tập sẽ thể hiện chi tiết câu hỏi này ở phần cuối của màn hình.
Các bạn thân mến, chúng ta bước qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12.316. Câu hỏi mà tất cả các dreamer của chúng ta trong một cái tình trạng là cũng có rất nhiều bạn đã từng trải qua, là chúng ta khi mà chúng ta bị chấn thương một cái bộ phận nào đó thì luôn luôn là chúng ta sẽ nghĩ, điều suy nghĩ đầu tiên là chúng ta sẽ nghỉ tập, nghỉ đúng tập, không ạ? Đúng rồi. Nghỉ tập để phục hồi. Dạ. Nghỉ tập để phục hồi. Tuy nhiên thì có một bạn dreamer thì cũng rất là đặc biệt. Bạn vẫn muốn tập cái bộ phận đó thì không biết là tập kiểu gì đây. Cho phép em đặt câu hỏi là tình hình là em bị chấn thương cổ chân trong một buổi tập chân mông đùi, có lẽ là do không khởi động kỹ trước khi vào tập chính thức nên là sau buổi tập về em bị đau khớp ở cổ chân. Sau 2 tuần thì đã đỡ đau hơn nhưng khi đi bộ bình thường thì em vẫn có cảm giác là ngượng ngượng khớp chân. Anh Duy cho em hỏi là tình hình em như vậy thì squat hay deadlift 40-50% one rep max thì được không? 2 tuần không chơi hai bài này thì em thấy thiếu cái gì đó. Em đang theo tăng cơ 6 buổi. Vậy thì anh Duy nghĩ sao khi mà đã bị vấn đề cổ chân như thế rồi nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái buổi tập với cái mức tạ là 40-50% one rep max thì có an toàn hay không? Đầu tiên xin chia buồn với bạn là thường thường anh thấy là chấn thương ít ai chấn thương cái cổ chân đó mà. Tập gym hay ít. Là bạn bị chật khớp? Cái đó thì anh không biết. Nói chung là khi tập gym anh chưa có thấy ai mà chấn thương cổ chân luôn á. Đó, chấn thương đùi gối thì có. Chấn thương gọi là cơ chấn thương vùng háng này nọ thì có. Còn riêng chấn thương cổ chân là chỉ thế là mà đi đá banh với chơi môn thể thao khác nó mới bị thôi. Còn bạn là tập gym mà bị chấn thương cổ chân hơi bị ngộ ngộ và anh chưa buồn với bạn nha. Còn bây giờ để trả lời cho câu hỏi là có tập được hay không á thì anh không trả lời được. Bạn thử bạn đầu tiên bạn đừng chơi tới 40% cái mắt. Bạn đứng bạn cầm cái đòn không, bạn quất dài xét cho cổ chân có đau hay không cái đã. Quất dài rep cổ chân ok hay không? Nếu mà ok thì lên tạ từ từ. Lên tới 40 mà tập cổ chân có phản ứng không? Có đau không? Có bị gì gọi là cộm cộm hay bị gì ngượng ngượng giống như bạn nói không? Nếu mà nó có thì mình ngưng mình không chơi, còn nếu nó không thì mình chơi tới. Gọi là trong cuộc sống này bạn phải biết được cái chiến thuật là mềm mà nắng mà rắn mà buông chứ bạn. Đúng không? Đúng không? Ví dụ giờ mình, thằng kia mình ăn hiếp nó im cãi làm tới cho anh. Đúng không? Mình ăn hiếp nó phản ứng hồi kệ thôi, được dừng lại. Đó, mình phải biết đo lường, đo thái độ của đối phương. Mà đối phương trong trường hợp này là cái bàn chân của bạn. Đó, thì bạn cứ thử coi, lên tiếng thôi. À không giỡn được, giờ anh biết rồi, nóng rồi, không giỡn nữa. Còn nó im đúng không, làm tới. Và trường hợp của bạn thì cũng rất là kẹt ở chỗ là bắp chuối thì lặn, lưng vai trội trên to dưới teo. Vậy thì anh Duy có gì, bí quyết gì giúp bạn cân bằng lại được không? Thôi kệ đó bạn, trời sinh bạn ra vậy thì bạn cứ tập, cứ cải thiện tới đâu hay tới đó. Chứ bạn đi tìm về toán cân bằng là không bao giờ giải được hết. Đó, những cái vấn đề mà nó sinh ra thuộc về bẩm sinh đó, thì mình phải chấp nhận nó. Mình tập trời nó thương thì cho nó tốt hơn một xíu, trời không thương á thì ít ra còn đỡ hơn mình không tập. Thu Hương nghĩ rằng là bạn đi lại đã thấy ngượng ngượng rồi đúng không? Thì cái việc tập luyện nó sẽ hơi khó khăn một chút. Chưa chắc, nhiều khi đi thì nó ngượng thôi mà đứng chỗ nó không ngượng sao? Vậy thì chúng mình sẽ cố gắng là trước khi tập thì mình vận động, mình khởi động khớp, các khớp cổ chân, cổ tay thật là kỹ đúng không anh? Anh chỉ có thể chia sẻ là mỗi một lần mà anh trước khi anh tập thì anh khởi động như thế nào, anh khoảng bao lâu? Nói thật với bạn luôn là khớp cổ chân anh không khởi động luôn á. Anh ít khởi động khớp cổ chân lắm. Tại vì khớp cổ chân cái rủi ro chấn thương đầu như nó không có. Anh thì tập anh già rồi, điềm tĩnh rồi, anh không có nhảy nhót lung tung. Anh đi đứng anh cũng cẩn thận, nó nên anh không có bị trật sơ mi. Còn đương nhiên những cái khớp quan trọng khởi động là khớp cổ tay, khớp cùi chỏ và vai, thắt lưng, gối. Đó là những cái khớp quan trọng bạn cần phải khởi động cho nó kỹ. Khởi động xong các khớp thực hiện các bài căng những các vùng cơ căn bản. Đó, căng phải là căng hết tất cả thời gian mà căng. Căng những cái vùng nào mà đây căng nhiều cơ. Đó, cái căng tốt nhất là bằng gập người. Đó, bằng gập người, bằng xoạc người. Đó, những cái bài căng như vậy hoặc là bạn đu xà. Bạn đu thôi, bạn không kéo nha. Bạn đu người chứ đu lên xà chừng 30 giây, 20 giây gì thôi. Đó, nó cũng căng rất là tốt. Nhất là những bạn mới vào tập thì các bạn thường không có cái thói quen là khởi động kỹ. Mặc dù là cái vấn đề khởi động này cũng rất là quan trọng đối với buổi tập của chúng ta, giúp cho cơ của chúng ta trở nên căng hơn và nó tránh được những cái vấn đề bị cứng đúng không anh? Bị anh, cứng trong quá trình tập. Anh bảo đảm với các bạn luôn, anh thấy rất là nhiều cảnh mà các bạn vô bạn ngồi vô tập luôn. Vậy đó, tập gì cũng vậy á. Tập cái gì cũng vô làm vậy nè. Rồi xong mà quẹt rồi thì tập luôn. Trong khi vai này không thấy nha. Khi mà mình không khởi động các khớp kiểu á thì là nó, mình ví dụ như những cái bài mà em giả sử đối với nữ đi,
những cái bài ví dụ như bài tập đùi trong đùi ngoài là nó phải cần cái hai cái khoảng cách hai chân nó cũng khá rộng đúng không? Nếu mà mình khởi động và căng cơ kỹ cái phần chân của mình, đặc biệt là cái phần phần hông này, thì nó sẽ có một cái độ căng ra nó rất là tốt, nó rất là dẻo dai. Thì mình sẽ khi mà mình tập bài đùi trong á, thì cái khoảng cách hai chân của mình nó sẽ xa hơn một chút được, đúng không? Đúng rồi. Thu Hương nhớ xin chia sẻ với các bạn về tầm quan trọng của cái việc mà khởi động đó là gì. Thu Hương nhớ là trong một cái lần mà Thu Hương quay video hướng dẫn tập luyện là bài Inner Thigh, là bài tập đùi trong. Mà cái bữa đó là Thu Hương quay, Thu Hương chủ quan, Thu Hương nghĩ rằng là quay tập ít, nói kỹ thuật nhiều, nên là Thu Hương không có khởi động. Và lúc đó là Thu Hương phải banh hai cái chân ra, mà banh không có nổi, tại vì là chưa có khởi động gì, cảm thấy là hai cái chân của mình nó rất là cứng, rất là cứng để mà có thể banh rộng ra. Mặc dù rộng có bao nhiêu đâu, 90 độ thôi, mà em cũng đã cảm thấy là hơi có gì khó khăn. Thế là em phải bước ra khỏi máy và em khởi động lại để cho nó có vẻ dẻo dai hơn, thực hiện bài cho nó mượt hơn. Thì đấy là một cái điều mà Thu Hương muốn chia sẻ, đặc biệt là đối với những bạn, mà nếu có những bạn nữ thì lại càng tuyệt vời. Các bạn nên có một cái sự khởi động thật là kỹ trước khi tập. Chúng ta bước qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 12.317. Câu hỏi này thì nói về một vấn đề rất là tế nhị các bạn, đó là vấn đề táo bón. Như chúng ta đã biết rằng là khi mà chúng ta gặp phải cái tình trạng này thường là do các nguyên nhân, ví dụ như là ăn thiếu xơ này. Đúng rồi. Đúng không? Hoặc là đôi khi mà đối với phụ nữ mà sắt nhiều quá cũng dẫn đến tình trạng táo bón. Hoặc là trong trường hợp mà chúng ta thiếu nước, hoặc là ăn nhiều protein quá nhưng mà không uống đủ nước thì đúng cũng rồi, dẫn đến táo bón. Thì đây là những nguyên nhân chính. Vậy chúng ta tới với câu hỏi của bạn này là em có mua một bịch Masomat nhưng nhưng khi sử dụng thì em bị táo bón. Theo em biết thì uống quá nhiều sô cô la sẽ bị táo bón. Vậy theo anh thì có nên sử dụng tiếp hay khắc phục như thế nào? Tức là bạn Zimmer của chúng ta đang hiểu rằng là ăn nhiều sô cô la thì sẽ bị táo bón. Không hẳn đâu em ơi, nói chung là cái sô cô la của Masomat là cái mùi thôi, cái vị thôi. Chứ ai đâu bỏ một đống sô cô la vô trong Masomat bán cho em mà chắc là bán cho sản xuất luôn quá. Đó, nên cái việc này á là giống như Thương nói, là mình kiểm tra thứ nhất là nước, thứ hai là sơ. Mà sơ có đâu, rau xanh nè, rau xanh củ quả nè. Đó, rồi uống nước đầy đủ vào để cho cơ thể của mình nó đủ chất thì nó không táo bón thôi. Cái cơ thể của mình nó không thanh lọc được thì nó sẽ bị kẹt. Và táo bón là một trong những cái kẹt đó. Câu hỏi của bạn đã khép lại cho một hỏi đáp của chúng ta ngày hôm nay, hỏi đáp số 591. Xin thân ái kính chào các bạn. Dìm dìm, hạnh phúc đời ta không thể vắng xa. Dìm chính là đời, nào đen liệt sưng mạnh để chẳng thua ai. The Marvel cánh tay chàng càng sức sống mà nơi. Bài tập squat mông công tôn gian sexy, cơ bắp cứng căng theo nhịp bên rest siêu đẳng. Nhịp thở đua theo từng bước chạy cardio, tinh thần hưng phấn ta gập bụng liên tiếp. Mạch máu sôi sục ba bero zenichita sao kẹt sờ đơn đậm đà chất nam tinh. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thể hình online. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p. Do đó, các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn. Và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.